Ngoài gia đình và tình yêu, thì tình bạn cũng là nền tảng quan trọng trong cuộc sống mỗi con người. Mặc dù tình bạn rất dễ để bắt đầu nhưng chắc chắn không dễ bền lâu. Theo một nghiên cứu của Thụy Điển, cùng với hoạt động thể chất, việc duy trì một mạng lưới bạn bè phong phú có thể giúp bạn có thêm những năm tháng quan trọng trong cuộc đời. Tình bạn là món quà vô giá ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của mỗi người. Những người bạn tốt giúp giảm bớt căng thẳng và mang đến sự thoải mái cho chúng ta. Một tình bạn đẹp không phải xây dựng bằng vật chất mà được vun đắp bằng tấm lòng chân thành. Sau đây là một câu chuyện éo le về tình bạn. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện. Mừng cưới 7 triệu đồng thay vì một chỉ vàng, tôi bị bạn thân nói lời cay nghiệt. Tôi có một nhóm bạn thân chơi với nhau từ thời học cấp 1. Hồi học đại học, 3 trong số 5 người chúng tôi còn trọ chung một phòng. Cùng trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời, chúng tôi rất trân trọng tình bạn này. Cả nhóm đặt ra quy ước, một bạn cưới thì những bạn còn lại sẽ mừng mỗi người một chỉ vàng. Tôi là người đầu tiên trong nhóm làm đám cưới vào năm 2016. 4 người còn lại đến dự đầy đủ, thậm chí ngủ lại với tôi một đêm trước ngày cưới, hôm sau đưa tôi về nhà chồng. Và đúng như lời hẹn trước đó, tôi nhận được 4 chỉ vàng mừng cưới từ 4 người bạn. 3 đứa tiếp theo lần lượt cưới vào các năm 2020, 2021 và 2022. Chúng tôi vẫn giữ lời hẹn đó mỗi người mừng bạn một chỉ vàng. Người bạn cuối cùng trong nhóm tổ chức đám cưới cách đây không lâu. Tôi lấy chồng xa nhà 120 km, lại thêm vừa sinh con thứ 3 được đôi tháng nên không thể đến dự. Bản thân tôi cũng thấy rất áy náy vì vắng mặt. Lần này, tôi không mừng bạn một chỉ vàng như đã hẹn mà bỏ phong bì 7 triệu đồng nhờ bạn gửi giúp đến cô dâu. Thú thực, vợ chồng tôi vừa cất xong căn nhà mới, phải vay mượn hơn 300 triệu đồng. Tôi lại đang chật vật nuôi con nhỏ, con lớn thì ốm đau liên miên nên luôn lâm vào cảnh thúng thiếu. Tôi tính, một chỉ vàng giờ có giá gần 8 triệu đồng. Tôi mừng cưới 7 triệu tiền mặt cũng chẳng thiệt hại là bao. Chưa kể, năm tôi cưới giá vàng nhẫn là hơn 3 triệu đồng một chỉ, nên mừng bạn 7 triệu cũng ổn rồi. Nào ngờ, ngay sau đám cưới, tôi nhận được tin nhắn của cô dâu. Mày không cập nhật giá vàng à? Bạn thân chất vấn tôi tại sao không mừng một chỉ vàng mà bỏ phong bì 7 triệu đồng tiền mặt, trong khi giá vàng nhẫn hiện tại đã gần 8 triệu đồng một chỉ. Cô ấy còn nhấn mạnh, tôi vướng bận con cái không thể đến dự đám cưới cũng không sao, nhưng mừng cưới thiếu trước hụt sau như vậy sau này khó làm bạn. Tin nhắn ấy khiến tôi điếng người rồi cảm thấy thất vọng. Hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại của tôi không phải là bạn thân không biết, sao vì vài đồng mà chất vấn tôi ngay sau hôn lễ. Tôi bức xúc nên chụp lại màn hình tin nhắn rồi gửi vào nhóm chat chung của 5 đứa bạn. Đã tính toán thì tính đến cùng, tôi nhắn. Tôi không phát miệng đi ăn cưới cũng coi như bạn chẳng thiệt thòi. Đoạn chat rơi vào im lặng, mọi người cùng đọc tin nhắn nhưng chẳng ai trả lời. Người bạn thân chỉ nhắn riêng cho tôi một câu. Mày nói vậy thì tao đủ hiểu mày thế nào rồi, sau đó chặn tin nhắn của tôi. Động thái ấy thay cho lời tuyên bố tình bạn này chấm dứt. Những ngày qua, tâm trạng tôi bối rối vô cùng. Tôi vốn nghĩ, nếu coi tiền mừng cưới là nợ nần thì còn biết bao dịp để trả như đầy tháng con cái, khánh thành nhà cửa, ốm đau. Sao cứ phải trả sòng phẳng ngay trong ngày cưới? Bạn trách móc tôi mà không thấu hiểu tôi đang khó khăn thiếu thốn thế nào hay sao? Là do tôi không hiểu chuyện hay do bạn thân quá tính toán? Tình bạn không phải đến từ một phía, đó còn là con đường hai chiều và song song. Người La Mã cổ đại có câu, tôi sẽ gãi lưng cho bạn nếu bạn gãi lưng cho tôi. Câu nói ngụ ý chỉ việc cho và nhận cho một tình bạn. Nếu họ luôn khao khát những bữa ăn ngon, tặng các món quà đẹp, bạn cần có sự đáp lại. Đôi khi một món quà do chính bạn tự làm để dành tặng bạn bè lại là thứ quà có giá trị cao nhất, bởi nó thể hiện được tấm lòng của bạn. Sự cho đi và nhận lại không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn thể hiện ở việc đối phương có bên bạn những lúc bạn có chuyện hay không. Tình bạn đẹp sẽ không xuất hiện sự lợi dụng. Dù có là bạn thân nhưng không đồng nghĩa với việc cũng là một tấm thảm lau chân. Chỉ ở đó khi họ cần và biến mất những lúc bạn cần họ. Nếu có một người bạn như vậy, có lẽ đã đến lúc cần chia tay.